thì để lại số điện thoại em nhé. 2 triệu chưa có phí vận chuyển. Rồi các bác có lên hàng gì em sơ đốt rồi các bác. Anh Đức Béo có chốt tác phẩm 3 phân chiều hay cho em số điện thoại nhé. Đông Giao, Cẩm Giàng, Hải Dương anh nhá. Là ngày một Đông Giao, Cẩm Giàng, Hải Dương. Anh gần chỗ em thì đến qua là ngày em chơi nhá. Làng em rất là rộng và anh gần thì hãy qua chỗ nhà em chơi. Là ngày em chơi. Rồi ok nhá, em sale mấy cái hàng giá rẻ sập sàn luôn. Chỉ sale trong buổi livestream này thôi nhá. Mai thì nếu mà anh chị nào hỏi những cái giá của tác phẩm đấy thì em không bán những giá đấy đâu. Giá rẻ nhất rồi, giá sập sàn rồi. Chiên các bác những cái buổi livestream cuối đâu, lúc cuối giờ để chiên các bác bán giá gọi là sập sàn, không lời lãi gì đâu ạ, không lời lãi một đồng tiền nào. Nên các bác nào mà muốn sở hữu những phút cuối thì bên em có là chiên các bác bán giá là không có đồng tiền lời nào đâu, chiên các bác nhá. Ok các bác, hẹn gặp lại các bác vào buổi livestream ngày lần sau. Hôm nay thứ năm đúng không? Hẹn gặp lại các bác vào tối chủ nhật các bác nhá. Tối chủ nhật em sẽ lên livestream tiếp, em sẽ lên những cái hàng mới lạ đẹp. Nếu mà làm xong bức cây thùng bonsai thác đổ đẹp đẹp nữa thì em sẽ đưa lên nhá. Đó là mua sở hữu tác phẩm đấy thì em đưa lên. Hàng đấy là đủ rất là kỳ công, hàng đấy em tẩy rồi nhưng tẩy đến một tuần nay rồi vẫn chưa xong đấy các bác thấy không, chỉ tẩy không ấy nhá, chỉ có tẩy thôi mà đã mất một tuần rồi. Chưa nói là không đọc không đục luôn ạ. Đấy các bác gọi làm ra một tác phẩm nó tốn rất là nhiều công ạ, không phải là nhanh đâu ạ.